Chào cả lớp. Sau khi tiến hành các bước định nghĩa biến và xác định thang đo phù hợp, chúng ta thực hiện bước tiếp theo trong quy trình thu thập dữ liệu, đó là bước chọn mẫu. Trong phần này, trước tiên ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm quan trọng. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định kích thước mẫu và các phương pháp chọn mẫu. Khái niệm đầu tiên mà các bạn sẽ gặp đi gặp lại trong phần này là khái niệm tổng thể. Tổng thể là tập hợp tất cả các đối tượng có chung một đặc trưng và là đối tượng của một phân tích thống kê. Khái niệm thứ hai là mẫu. Mẫu là một tập hợp con bao gồm một số đối tượng trong tổng thể. Khái niệm thứ ba là đơn vị khảo sát. Một đơn vị khảo sát là một thành viên trong mẫu. Khái niệm thứ tư là khung chọn mẫu. Khung chọn mẫu là một danh sách tất cả các thành viên trong tổng thể mà ta có thể tiếp cận được, mà từ đó mẫu được chọn ra. Trong trường hợp lý tưởng, khung chọn mẫu sẽ gồm tất cả các thành viên trong tổng thể. Tuy nhiên, thực tế thì ta khó có khả năng tiếp cận toàn bộ các thành viên trong tổng thể. Do vậy, cần xác định khung chọn mẫu gồm tất cả các thành viên của tổng thể mà ta có khả năng tiếp cận được và cố gắng có cấu trúc càng tương đồng với tổng thể càng tốt. Khái niệm thứ năm là sai sót chọn mẫu. Sai sót chọn mẫu là các sai lệch của các thông số thống kê tính toán từ mẫu so với thông số thống kê tính toán từ tổng thể, thuần túy vì lý do mẫu thử không đồng nhất với tổng thể. Cuối cùng, sai sót không do chọn mẫu là các sai lệch của các thông số thống kê tính toán từ mẫu so với thông số thống kê tính toán từ tổng thể vì tất cả các lý do khác ngoài sai sót chọn mẫu. Thầy lấy một ví dụ minh họa. Giả sử bạn muốn biết chiều cao trung bình của sinh viên Đại học Đà Lạt là bao nhiêu. Như vậy, tổng thể của chúng ta ở đây là tất cả các đối tượng có cùng một đặc trưng mà ta quan tâm, đó là tất cả các sinh viên Đại học Đà Lạt. Mỗi sinh viên của trường Đại học Đà Lạt là một đơn vị khảo sát. Khung chọn mẫu ở đây chính là danh sách tất cả sinh viên của Đại học Đà Lạt được sắp xếp theo một trật tự nào đó. Thay vì khảo sát chiều cao của toàn bộ sinh viên Đại học Đà Lạt và tính ra chiều cao trung bình, chúng ta chỉ chọn ngẫu nhiên 10 bạn để khảo sát chiều cao. 10 bạn này chính là mẫu thử và kích cỡ mẫu là N bằng 10. Khi tiến hành thu thập dữ liệu, bạn có thể điều tra toàn bộ tổng thể có liên quan. Điều tra tổng thể sẽ cho kết quả chính xác nhất. Tuy nhiên, cách làm này không khả thi khi tổng thể quá lớn và bạn không có đủ nguồn lực để thực hiện điều tra toàn bộ. Hay bạn cần dữ liệu nhanh chóng nhưng điều tra toàn bộ lại tốn quá nhiều thời gian. Trong trường hợp này, bạn sẽ dùng cách điều tra chọn mẫu. Điều tra chọn mẫu là loại điều tra không toàn bộ. Trong đó, ta chọn một mẫu bao gồm một số lượng đủ lớn các đơn vị khảo sát, hay còn gọi là mẫu. Trong tập hợp tất cả các đối tượng có chung một đặc trưng là đối tượng của một phân tích thống kê, hay còn gọi là tổng thể. Sau đó, ta dùng kết quả thu thập được để tính toán các thông số thống kê của mẫu. Dựa trên thông số thống kê của mẫu, ta suy rộng ra thành các thông số thống kê của tổng thể mà ta quan tâm. Trong đa số các trường hợp, việc điều tra tổng thể là bất khả thi do tổng thể quá rộng lớn và nguồn lực hạn chế. Điều tra chọn mẫu sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí, đảm bảo tính kịp thời của số liệu thống kê. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là liệu kết quả tính toán từ mẫu có thể giúp ta ước đoán tổng thể hay không? Câu trả lời là nếu ta áp dụng đúng các quy trình thống kê thì thông số tính toán từ mẫu có thể được dùng để ước đoán thông số thống kê của tổng thể. Tức là sai sót chọn mẫu có thể kiểm soát được. Ví dụ, các bạn muốn biết chiều cao trung bình của sinh viên Đại học Đà Lạt nhưng không có khả năng tiếp cận tất cả sinh viên và bạn đang cần thông tin mau chóng. Trong trường hợp này, điều tra toàn bộ là không khả thi. Các bạn phải dùng điều tra chọn mẫu.
Các bạn chọn một nhóm 100 sinh viên và đo chiều cao của họ để tính ra chiều cao trung bình của nhóm, ví dụ là 1,6m. Ở đây, các bạn không quan tâm đến chiều cao trung bình của nhóm 100 sinh viên này. Điều mà bạn quan tâm là chiều cao trung bình của sinh viên Đại học Đà Lạt. Dựa trên thông tin từ mẫu, bạn có thể suy đoán chiều cao trung bình của sinh viên Đại học Đà Lạt là khoảng 1,6m. Các bạn lưu ý rằng, dù cách điều tra chọn mẫu giúp ta tiến hành thu thập dữ liệu và phân tích thống kê một cách thuận lợi và nhanh chóng, kết quả ước đoán này chỉ đáng tin cậy khi ta tuân thủ các quy trình thống kê một cách chặt chẽ. Như đã trình bày, điều tra chọn mẫu sẽ không cho ta thông số thống kê của tổng thể, mà cho thông số thống kê của mẫu. Về bản chất, thông số thống kê của mẫu có sai lệch với thông số thống kê của tổng thể. Ta dùng thông số thống kê của mẫu để suy đoán về tổng thể. Việc suy đoán này có chính xác hay không sẽ phụ thuộc vào tính chất và mức độ của sai lệch giữa mẫu và tổng thể. Vì lý do này, chúng ta cần phải nắm rõ và tuân thủ đúng quy trình chọn mẫu để kiểm soát được các sai lệch, đảm bảo kết quả phân tích là hữu dụng. Quy trình chọn mẫu bao gồm các bước sau. Thứ nhất, xác định kích thước mẫu. Thứ hai, lựa chọn kỹ thuật chọn mẫu phù hợp. Thứ ba, tiến hành chọn mẫu. Bước đầu tiên trong quy trình chọn mẫu là xác định kích thước mẫu. Tiêu chí chọn kích thước mẫu sẽ phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của bạn là gì. Nếu bạn nghiên cứu khám phá và dùng phương pháp định tính, kích cỡ mẫu có thể nhỏ. Nếu bạn nghiên cứu mô tả hoặc kiểm định giả thuyết dùng phương pháp định lượng, bạn cần có kích thước mẫu lớn để đảm bảo độ tin cậy. Trong phần này, thầy trình bày cách xác định kích thước mẫu cho các nghiên cứu mô tả và kiểm định giả thuyết theo phương pháp định lượng. Theo nguyên tắc chung thì kích cỡ mẫu càng lớn thì sai sót chọn mẫu sẽ càng nhỏ. Điều này là tốt vì nó giúp ta ước lượng thông số thống kê của tổng thể chính xác hơn. Do vậy, trong điều kiện có thể, bạn nên chọn mẫu càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, việc khảo sát thường tốn công sức, tiền bạc và thời gian, nên ta cần phải xác định mẫu sao cho cân bằng giữa lợi ích và chi phí điều tra chọn mẫu. Trong slide, thầy trình bày hai công thức đơn giản và phổ biến để xác định kích thước mẫu để đạt được một mức độ chính xác phù hợp khi ước lượng. Công thức 1 dùng để tính kích thước mẫu khi nhiệm vụ của bạn là ước lượng số trung bình của tổng thể. Công thức 2 dùng để tính kích thước mẫu khi nhiệm vụ của bạn là ước lượng tỷ lệ của một tổng thể. Trước tiên, chúng ta phải xác định được mức độ sai sót chấp nhận được, ký hiệu là Epsilon. Bạn có thể căn cứ vào yêu cầu của nghiên cứu, kinh nghiệm, bản thân hay khả năng nghiên cứu để quyết định con số này. Thông số thứ hai mà bạn cần xác định là mức độ tin cậy mong muốn của ước lượng, tức là 1 trừ alpha, để từ đó xác định chỉ số Z. Nếu muốn ước lượng với độ tin cậy 100%, bạn phải điều tra toàn bộ tổng thể. Nếu điều tra mẫu, ước lượng sẽ có mức độ tin cậy thấp hơn 100%. Độ tin cậy được chấp nhận phổ biến trong các ước lượng thống kê là 95%, tương ứng với alpha bằng 5% và chỉ số Z bằng 1.96. Thông số thứ ba mà ta cần xác định là độ lệch chuẩn của thông số thống kê của tổng thể mà ta đang nghiên cứu. Có nhiều cách để ta ước đoán con số này. Thứ nhất, ta có thể sử dụng độ lệch chuẩn của lần điều tra trước hay các nghiên cứu tương tự. Cách thứ hai là ta điều tra thí điểm một mẫu nhỏ và ước lượng độ lệch chuẩn. Thứ ba và dễ dàng nhất là sử dụng quy tắc 3 sigma. Giả định rằng biến nghiên cứu của chúng ta có phân phối chuẩn. Ta biết rằng 99% quan sát sẽ nằm trong khoảng cộng trừ 3 độ lệch chuẩn quanh trung bình. Từ đây ta có thể ước lượng ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy quan sát tối đa trừ quan sát tối thiểu chia cho 6. Sau khi có các thông số đầu vào, chúng ta thay vào công thức để ước lượng kích thước mẫu phù hợp. Ta lấy một ví dụ để minh họa. Để ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân ngành may tại địa phương A, người ta tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên
với yêu cầu phạm vi sai số không vượt quá 40.000 đồng, độ tin cậy 95%. Điều tra thí điểm một số công nhân thì thấy rằng mức lương cao nhất là khoảng 2.640.000 đồng một người một tháng, thấp nhất là 1.320.000 đồng một người một tháng. Cỡ mẫu cần điều tra là bao nhiêu công nhân? Ở đây, nghiên cứu đòi hỏi ước lượng thu nhập trung bình với sai sót không quá 40.000 nên epsilon bằng 40. Độ tin cậy của ước lượng mặc định là 95% nên chỉ số Z là 1.96. Ta dùng quy tắc 3 sigma để ước lượng sigma. Ta lấy thu nhập cao nhất trừ thu nhập thấp nhất và chia cho 6. Kết quả thu được là 220.000 đồng. Sau khi có các thông số đầu vào, ta thay vào công thức đã trình bày trong phần trên và tính được N bằng 116, tức là kích cỡ mẫu phù hợp là 116 quan sát. Các bạn có thể làm tương tự với ví dụ số 2, nhưng lưu ý trong trường hợp này ta ước lượng tỷ lệ nên các bạn phải dùng công thức tính kích cỡ mẫu với tỷ lệ. Hai công thức 1 và 2 đã nêu áp dụng trong tình huống chọn mẫu từ một tổng thể vô hạn. Trên thực tế, hầu như các cuộc nghiên cứu đều lấy mẫu với kích cỡ N nhỏ, không hoàn lại từ một khung chọn mẫu hữu hạn kích cỡ N lớn. Nếu cỡ chọn mẫu được lấy so với cỡ khung chọn mẫu không vượt quá 5%, tức là N nhỏ chia cho N lớn nhỏ hơn 5%, thì ta vẫn dùng công thức 1 và 2 để tính kích cỡ mẫu. Nếu cỡ mẫu được lấy lớn hơn 5% so với cỡ của tổng thể, thì ta phải điều chỉnh kích cỡ mẫu theo công thức 3 được trình bày trong slide này. Trở lại ví dụ 1, giả sử tổng thể công nhân ngành may ở địa phương A là 1.500 người. Kích cỡ mẫu tính được từ công thức 1 là 116, tức là khoảng 7.7% so với tổng thể, lớn hơn định mức 5%. Do vậy, ta cần điều chỉnh lại kích cỡ mẫu theo công thức số 3 và có kích cỡ mẫu cuối cùng là 108. Bạn có thể áp dụng quy trình tương tự với ví dụ số 2. Áp dụng những kiến thức trong bài này, bạn hãy xác định tổng thể nghiên cứu của đề tài bạn. Sau đó, hãy quyết định điều tra chọn mẫu hay điều tra toàn bộ và cho biết lý do tại sao. Nếu bạn điều tra chọn mẫu, hãy xác định kích cỡ mẫu